Hello, xin chào anh em. Đây là cái clip mà lâu lắm rồi mình mới làm. Đó là nói về vấn đề sửa bàn ủi hơi nước. Đây là dòng bàn ủi Philips. Model máy là ST3170. Anh em nào theo dõi channel mình những clip gần đây thì cứ nghĩ mình sửa điện thoại thôi. Nhưng mà anh em nào ra tới cửa hàng thì mới biết là bên mình cũng đầy những đồ gia dụng ha. Rồi, nói lại với anh em là bên mình chuyên về sửa điện thoại và đồ điện gia dụng, cả hai lĩnh vực đều là song hành từ rất là lâu năm rồi. Rồi cái vấn đề mà sửa bàn ủi hơi nước này Hình đã nói với anh em ở rất là nhiều video clip. Đó là cái lỗi hay gặp nhất khi anh em sử dụng dòng máy này là nó không ra hơi. Rồi cái bàn ủi Philips này bạn khách gửi qua cho mình cũng như vậy. Và bây giờ anh em cùng xem kết quả sửa chữa, anh em thấy nó hơi nó ra đều như thế nào. Hình mới đang để ở mức trung bình thôi nha. Đó, chưa để đến mức lớn nhất đâu. Rồi ok, bây giờ chúng ta nói về nguyên nhân gây lỗi. Cái dòng Philips này là một trong những mẫu mới. Nó khác với những cái hình đệ ở ngoài sân anh em thấy. Mẫu mới nhưng mà nguyên lý sửa chữa nó vẫn như vậy. Nó hư cái bầu đốt. Và nguyên nhân hư đa số do mọi người để nước trong bầu quá lâu mà không đổ ra ngoài. Chúng ta sử dụng thường xuyên mỗi ngày thì cái điều đó đôi khi nó không có hại lắm. Có hại nhưng mà không lắm thôi. Còn cái việc mà chúng ta không dùng thường xuyên mỗi ngày và chúng ta cứ ngâm trong chổng hoài thì nó sẽ gặp phải cái tình huống là nó mục bầu. Anh em nào có đọc trong cuốn catalog, anh em sẽ thấy là nhà sản xuất cũng yêu cầu chúng ta hãy đổ nước ra khi không sử dụng. Nhưng mà nhiều khi chúng ta hiếm khi đọc catalog lắm đúng không? Rồi bây giờ nói về giải pháp sửa chữa. Ở đây mình sửa chữa theo cái phong cách từ trước đến giờ, đó là đưa về trạng thái chuẩn zin của buồng đốt. Những cái dòng nó có bo điện tử, hình xử lý luôn cả bo cho anh em. Đó, và khi mà mình xử lý chuẩn chỉnh cả hai cái, anh em sẽ có một cái bàn ủi bền bỉ như lúc ban đầu, đặc biệt chi phí vô cùng tiết kiệm ha. Nó bền y như là một cái anh em vào hãng anh em thay bầu đốt mới đó, mà chi phí nó rẻ hơn gấp mấy lần. Anh em nào sửa bàn ủi bên mình đã cảm nhận được cái độ bền và cái độ chất lượng bằng cả ngàn cái rồi trong suốt 5-6 năm vừa qua. Rồi thì cái cách sửa của mình nói lại một lần nữa, mình không có theo cái cách độ chế, mình làm về zin. Đó, nhiều anh em không biết làm, anh em hay chế, anh em câu trực tiếp đấu tắt vào cái bầu đốt để cho nó đảm nhận cái việc đun đó, và đun một hồi là nó cháy, nó hư cái bầu là dục luôn đó. Nên là mình không bao giờ sửa theo cái cách đó. Mọi người theo dõi channel của mình sẽ biết mình hoạt động từ bên điện thoại qua bên đồ điện gia dụng này, cái nào cũng là chuẩn zin và hướng đến cái sự bền bỉ chứ không phải là sửa gọi là sửa ăn sỏi. Đó là lý do tại sao mình sửa cái gì mình cũng bảo hành dài hạn, bởi vì mình tự tin vào cái việc mình làm ha. Rồi cái mẫu bàn ủi này để mà bền bỉ thì mọi người lưu ý xài xong nhớ đổ nước ra. Và đặc biệt một vấn đề nữa đó là gì, đó là khi mà chúng ta xài hết một bình nước, chúng ta nên có khoảng nghỉ và chúng ta tránh cái tình huống là chúng ta sử dụng liên tục hết bình này chăm bình khác, hết này chăm bình khác, nó gây quá tải máy đó. Và khi dùng hết nước thì hãy để ý mà chăm nước thêm đó. Nhiều người hết nước cứ treo vậy, cái bình nước nó cạn lúc nào không biết, mà mình cứ đốt nóng hoài là nó cháy lủng bầu luôn, là hết sửa luôn anh em ha, không còn cách nào để cứu vãn. Rồi ok, nếu mọi người cần sửa dòng máy này cứ liên hệ trực tiếp với Hình, thông tin Hình sẽ để bên dưới phần miêu tả ha. Cảm ơn em, hẹn gặp lại anh chị em ở video clip kế tiếp.